Bằng ngoài lực lượng phương tiện hiện có của địa phương như thuyền ngăn, bè mảng, thuyền máy, đò ngang, tổ chức cứu vớt người, tài sản ở khu vực nước lên không có dòng chảy xiết, đồng thời thông báo cho các lực lượng đến cứu hộ ở khu vực nước sâu có dòng chảy xiết. Thưa quý vị, các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, xuồng máy trinh sát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng cơ động ngay đến các khu vực có người bị nước cuốn trôi để chuyển phao cứu sinh, đánh dấu khu vực vị trí có người bị nước cuốn trôi, người còn mắc kẹt trong những ngôi nhà bị cô lập, kịp thời thông báo cho các lực lượng đến cứu hộ cứu nạn. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện nay lực lượng tại chỗ như thuyền nan, bè mảng vẫn đang tiếp tục tổ chức cứu vớt người, tài sản ở khu vực nước lên không có dòng chảy xiết, đồng thời thông báo cho các lực lượng đến ứng cứu cứu hộ ở khu vực nước sâu và chảy xiết. Thưa toàn thể quý vị, lực lượng tại chỗ vẫn đang tiếp tục trục vớt những tài sản ở khu vực nước đông, đồng thời thông báo cho các lực lượng đến ứng cứu ở những khu vực nước sâu có dòng chảy xiết. Thưa toàn thể quý vị, xuồng máy cao tốc của lực lượng công an giao thông và xuồng máy của trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang vẫn đang tiếp tục tuần tra kiểm soát trên khu vực nước ngập